Đây là cái thẻ nhớ 64GB có giá rẻ nhất mà quan trọng là xài được nhất ở thời điểm hiện tại mà các bạn có thể mua. Thì đây, giá 155.000 các bạn, của một cái shop ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì lát nữa mình sẽ để link ở bên dưới cho bạn nào muốn mua. Thì đây, cái thẻ này á, mình đã dùng cái thẻ màu xanh này trong khoảng 6 tháng rồi các bạn. Thì đây các bạn có thể thấy dấu vết nè, mình rút ra rút vô khá nhiều, mình dùng với cái Osmo Action của mình. Thì đây là cái Action camera, quay được 4K, nó quay cái bitrate cũng khá là cao các bạn, 100 Mbps/s. Thì để mà quay được 4K 60 frame ở khoảng 100 Mbps thì các bạn cần phải có cái thẻ, cái tốc độ đọc á, cỡ chừng 20 mê các bạn. Đây thì đây shop này họ có test cho mình luôn. Thì cái thẻ này nó hoàn toàn đáp ứng được các bạn. Ở dưới này đây nè, tốc độ ghi trung bình là 40 mê nè. Thì mình cho là ở đây là họ có ảo lên một chút đi chăng nữa thì cỡ chừng 20 mấy mê là cũng được để mình quay đủ 4K rồi các bạn. Thì tại sao phải mua cái loại thẻ giá rẻ kiểu này? Thì bởi vì thẻ nhớ cái giá của nó sẽ bị giảm theo thời gian các bạn. Các bạn tưởng tượng cỡ chừng 2 năm về trước mà các bạn mua một cái thẻ nhớ 32GB là nó cũng khoảng 300.000 đổ lên rồi các bạn. Không có giá rẻ gì đâu. Còn bây giờ thì hiện tại những cái thẻ SanDisk hay là của Samsung mà dòng thẻ cao cấp luôn các bạn thì nó cũng cỡ chừng 200.000 thôi. Thì nó giảm gần một nửa luôn các bạn. Cái giá nó giảm khá là nhiều. Thì chip nhớ cũng vậy, những cái ổ SSD cho máy tính cũng vậy các bạn. Giảm là gần như một nửa luôn. Thì cái thương hiệu Yossi này nó là một cái thương hiệu chuyên sản xuất camera để chống trộm đó các bạn, camera an ninh đó. Đây. Đó. Thì họ họ sản xuất camera xong rồi họ bán kèm cái thẻ luôn, họ tặng kèm luôn. Thì họ làm cái thẻ này nó chuyên dụng để sử dụng cho những cái camera loại này các bạn. Là nó cứ ghi liên tục luôn. Nó cứ đọc ghi liên tục luôn các bạn. Đó thì những cái thẻ này nó được cái là do là họ làm để nó ghi liên tục nên là nó cũng khá là bền các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn mua về mà nó hư là nó hư ngay từ đầu rồi các bạn, không có cần phải đợi lâu đâu. Mà nếu mà ví dụ như là nó có hư đi chăng nữa thì mình nên sử dụng những cái thẻ này để mà sử dụng cho những cái camera hành trình để mà quay, hoặc là những cái camera an ninh để mà quay những cái dữ liệu mà không quá quan trọng đó các bạn. Còn nếu mà các bạn làm ảnh chuyên nghiệp, các bạn quay phim chuyên nghiệp, những cái dự án mà lớn nhiều tiền đó, thì đương nhiên là không sử dụng loại này rồi. Đó. Thì chủ yếu là mình để mình gắn lên xe mình quay này kia thôi. Rồi quay về rồi sau đó mình chép cái dữ liệu ra ổ cứng các bạn. Thì với cái giá này á, thì cái tốc độ mà mình test được trên máy Mac của mình á, mình test bằng cái phần mềm này các bạn. Thì lúc nãy mình cắm vô mình test mà mình stop cái là nó xóa cái kết quả rồi các bạn. Thì giờ cắm vô test thì nó cũng khá là lâu, mất cỡ 1 5 phút đó các bạn, mất thời gian lắm. Nhưng mà ở đây nè, nó đo được cái tốc độ ghi là cỡ 20 mấy mê các bạn. Cái thẻ màu xanh này á thì cái tốc độ ghi là cỡ 22 mê, còn cái thẻ màu trắng á, thì tốc độ ghi cũng được 23 24 mê các bạn. Nó tốc độ nó cao hơn bởi vì cái dòng màu trắng này nó ra sau các bạn. Nó ra mắt sau cái dòng màu xanh này. Dòng màu xanh này mình xài 6 tháng rồi, lâu rồi. Đó. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ bỏ thực tế vô, mình bỏ lên cái bỏ vô cái camera hành trình của mình quay thử 4K 60 frame cho các bạn coi nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ cái thẻ màu trắng này vô. Còn cái thẻ màu xanh này thì mình quay 4K khá là nhiều rồi, nó hoạt động ổn định các bạn, không khi nào bị lỗi này kia hết. Còn mình có mua một cái dòng thẻ của Nestas các bạn. Nestas, để mình sẽ bỏ lên màn hình cho các bạn coi. Thì cái dòng đó mình bỏ vô camera này mình quay sao nó bị báo là thẻ bị lỗi các bạn. Còn cái dòng Yossi này mình thấy ổn hơn. Đó. Rồi bây giờ mình mở lên nữa các bạn. Đây 4K 30 frame. Chỗ này các bạn nè, 4K 60 frame với lọt. Rồi cái thẻ này thì mình quay một đoạn test cũng cỡ 10 phút rồi các bạn. Nên bây giờ là quay 4K nó còn cỡ
73 phút nè. Đó. Rồi bây giờ mình bấm quay thử nha các bạn. Thì mình cũng test rồi, nó quay ok, nó quay ổn đó các bạn, mình test 5 7 phút luôn á. Nó quay cũng ok. Rồi bây giờ mình để đây mình test thử cho các bạn coi cỡ chừng 2 phút đi. Rồi thì cái thẻ màu xanh này các bạn, mình xài lâu rồi nè. Rồi mà nó có một cái dòng khác là màu đỏ nữa các bạn. Màu đỏ nhưng mà màu đỏ nó cũng là extreme gì đó mà nó mình thấy cái tốc độ nó không bằng nữa mà không bằng cái màu xanh này. Với màu trắng này hiện tại mới mua được mấy ngày thì mình thấy nó cũng ổn định. Thì mua dịp 10 tháng 10 á các bạn, cũng được hoàn xu một số nữa. Thì cái giá nó rẻ hơn 155 ngàn, lúc nãy mình cho show cho bạn xem coi nữa, rẻ hơn. Thì với cái giá này thì mình hoàn toàn có thể mua để mà sử dụng cho những cái camera mà quay an ninh trong gia đình các bạn, cũng như là bỏ vào những cái action cam hay là bỏ vào máy ảnh để chụp chẹt này kia. Rồi khi mà về tới nhà thì mình chép dữ liệu ra thôi. Nếu mà lỡ có hư thì vứt đi thôi, nó cũng rẻ lắm các bạn. Thậm chí là mình mua hai cái thẻ này, nó còn rẻ hơn là một cái thẻ SanDisk mà loại Extreme tốc độ cao các bạn. Tại vì thẻ nhớ nó cứ giảm theo thời gian kiểu này thì mà mình mua là giống như mình bị phản bội vậy các bạn. Năm sau là mình thấy giá của cái thẻ mình mua nó đã bị giảm đi một nửa rồi. Đó. Năm sau nữa mình nghĩ chắc là mình có thể mua cái thẻ 128 GB với giá cỡ chừng 200 ngàn các bạn. Thì 128 GB thì mình đỡ phải thay thẻ nhiều, mình có thể quay thoải mái hơn. Đó, ở đây là 1 phút 42 giây rồi các bạn. Nó hoàn toàn quay thoải mái thôi các bạn. Nó cũng không có bị nóng gì hết á. Thì cái action cam á, mấy cái loại action cam, cái bitrate của nó, của con này là 100 Mbps, thì nó quay cũng file ra với cái file khá là lớn các bạn. 1 phút là cỡ chừng 750 MB. Đó. Thì mình quay 2 phút này là cái file nó ra là khoảng 1 GB mấy rồi đó. Rồi hơn 2 phút rồi các bạn. Rồi chắc là mình kết thúc video clip ở đây. Hy vọng là cái video clip này của mình nó sẽ giúp cho các bạn nào mà đang tìm mua thẻ nhớ mà không muốn bỏ quá nhiều tiền cho một cái thẻ nhớ thì có thể thử qua cái dòng thẻ này. Mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn mua các bạn. Thì cái dòng này nó cũng có một số loại kém chất lượng nữa các bạn. Mình thấy mình đọc ở một vài shop á, thì mấy bạn bình luận cũng cũng có tiêu cực nữa các bạn. Nên là mình đã chọn mua một cái shop khá là uy tín, thì mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn mua nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Xin chào.